niềm vui ngày hôm nay có đến với hai bên gia đình. Và đi ngay sau cô dâu chú rể là các vị đại gia đình chúng tôi. Hơn bao giờ hết trong giây phút này, những tràng tiếng quý vị hãy vang lên để cùng chào đón hai bên gia đình. Và hiện diện trên khắp nơi đây là đại gia đình Phúc chúng tôi. Và trong giây phút này thì cho phép Đức Trung cùng đại gia đình Phúc xin được cúi chào toàn thể quý vị khách quý. Quý vị thân mến, và xin được trân trọng giới thiệu tới toàn thể quý vị về với nhà trai chú rể văn mến. Đó là hiện diện của ông Nguyễn Văn Nên, bà Nguyễn Thị Hiến, thân phụ mẫu chú rể văn mến. Xin mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt chúc mừng cho bên gia đình nhà trai chúng tôi. Về phía nhà gái cô dâu Thu Hương, đó là sự diện của ông, của bác Đàm Văn Quý và bà Trần Thị Vấn, là bác và mẹ của cô dâu Thu Hương. Một lần nữa chúng ta dành một tràng pháo tay thân nồng nhiệt chúc mừng cho bên gia đình nhà gái chúng tôi. Kính thưa đại diện cho hai bên gia đình, kính thưa toàn thể quan khách hai họ yêu và được yêu, đó là điều phúc lớn trong cuộc đời của mỗi con người và là món quà vô giá mà Thượng Đế đã ban tặng cho chúng ta trên con đường đi tìm kiếm tình yêu và hạnh phúc, đi tìm nửa bờ vai yêu thương. Trái tim chú rể văn mến cô dâu Thu Hương đã gặp gỡ, quen biết rồi đến yêu nhau, và cho đến ngày hôm nay con thuyền đã cập bến yêu thương. Được sự tác hợp của hai bên gia đình và nhất là chứng kiến của đông đủ toàn thể quý vị khách quý đã có mặt tại trung tâm tiệc cưới Lạc Hồng chúng tôi. Hơn bao giờ hết trong giây phút này, Đức Trung xin phép được trân trọng tuyên bố lễ thành hôn chú rể văn mến kết duyên cô dâu Thu Hương xin phép được bắt đầu. Toàn thể quý vị, chúng ta đang cùng chứng kiến những bước tổ chức lễ thành hôn chú rể văn mến kết duyên cô dâu Thu Hương, lễ thành hôn cô dâu và chú rể long trọng diễn ra tại trung tâm tiệc cưới Lạc Hồng. Và những lời cầu chúc tốt đẹp nhất xin chúc cô dâu và chú rể luôn luôn hạnh phúc và rạng rỡ như ngày hôm nay. Quý vị khách quý thân mến, và bây giờ đây thì xin được mời toàn thể con trai họ chúng ta sẽ cùng hướng mắt của mình về lễ đường hạnh phúc để cùng đến với các nghi thức trong buổi lễ thành hôn ngày hôm nay. Và ngay giờ đây thì xin được mời cô dâu và chú rể sẽ cùng tiến qua bàn thắp nến để cùng chung tay thắp sáng và lửa tình yêu. Quý vị khách quý thân mến, và ngay giờ đây thì ngọn lửa tình yêu của văn mến Thu Hương sẽ được thắp sáng tại trung tâm tiệc cưới Lạc Hồng chúng tôi. Bằng những lời cầu chúc tốt đẹp nhất, xin chúc cô dâu và chú rể hạnh phúc mãi mãi về sau. Cô dâu và chú rể của chúng ta sẽ cùng tiến qua bàn bánh cưới và cùng chung tay đem chiếc hạnh phúc trong ngày hôm nay. Xin mời. Quý vị thân mến, chiếc bánh cưới tượng trưng cho sự sẻ chia một buổi trong cuộc sống của văn mến Thu Hương. Hôm như hôm nay mãi mãi về sau. Và toàn thể quý vị, chúng ta dành một tràng tay thật lớn, thật nồng nhiệt để cùng cầu chúc cô dâu và chú rể trăm năm tình viên mãn, bắt đầu nghĩa phu thê. Tiếp theo xin mời cô dâu và chú rể sẽ cùng chúc tay làm lễ khai giường sân bay. Toàn thể quý vị, chúng ta đang cùng chứng kiến một hình ảnh rất đẹp, rất tuyệt vời. Cách chung tay hai mái đầu chụp lại, ánh mắt trên trang đón chờ niềm hạnh phúc. Niềm hạnh phúc ngày hôm nay là thành quả bao năm đời tháng chờ. Tình yêu của văn mến Thu Hương đã từng hoa kết trái, trở thành tình nghĩa vợ chồng trăm năm hạnh phúc. Chúng ta sẽ cùng ước nguyện và nguyện cầu cho đến một ngày thật đẹp thật vui, những con sóng hiền hòa vỗ bờ cát trắng êm đẹp phẳng lặng. Văn mến Thu Hương sẽ cho đời một nam quý tử, một nữ văn trang. Tiếp theo xin mời cô dâu và chú rể sẽ cùng trở về vị trí chính giữa sân khấu. Quý
kính thưa đại diện cho hai bên gia đình, kính thưa toàn thể quan khách hai họ, niềm vui hạnh phúc lớn nhất của các bậc cha mẹ đó là mong sao cho con mình được mạnh khỏe, được trưởng thành và sớm thành sản xuất. Thì niềm vui đó ngày hôm nay đã thành hiện thực gia đình của chúng tôi. Ly rượu thành kính tới các đấng sinh thành. Trước tiên xin được mời cô dâu Thu Hương kính rượu tạ ơn phía đại diện họ nhà trai. Xin mời. Xin mời cha mẹ sẽ cùng đón nhận ly rượu hiếu, rượu nghĩa và hôm nay đón nhận thêm con một thành viên mới của gia đình. Tiếp theo xin được trân trọng kính mời chú rể Văn Mến sẽ cùng kính dâng ly rượu hồng lên các vị đại diện họ nhà gái. Xin mời bác và mẹ sẽ cùng đón nhận ly rượu trong ngày hôm nay. Và ngay sau đây thì với những dòng trên tay, xin mời cô dâu và chú rể của chúng ta sẽ cùng choàng tay nhau, môi kể môi, uống nhau ly rượu hạnh phúc nhất của đời mình. Xin được chúc cho Văn Mến, Thu Hương Văn Mến trăm năm hạnh phúc cho đời bên nhau. Và tiếp theo xin mời hai vị chúng ta sẽ cùng nâng ly kết tình thông gia họ từ đây. Và có thể quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa để cùng chúc mừng cho tình thông gia họ chúng tôi. Quý vị khách quý thân mến, mặc đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời bác Tú sẽ đại diện cho hai bên gia đình sẽ có lời phát biểu cảm ơn quan khách chào ngày hôm nay. Trân trọng kính mời. Kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể khách vị khách quý quan viên hài hòa, hôm nay được sự nhất trí của hai cháu và sự đồng ý của hai gia đình chúng tôi long trọng làm lễ thành hôn cho hai cháu. Sự hiện diện của các vị có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay, thay mặt gia đình xin trân trọng cảm ơn cho toàn thể quý vị. Xin kính mời các vị dự tiệc, chúc các vị có một bữa tiệc thật vui vẻ. Xin chào, cảm ơn. Vâng, và quý vị cùng lên phát biểu vô cùng mặt chân thành đến từ bác Tú đại diện hai bên chúng tôi đã gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới toàn thể quý vị khách quý. Và quý vị ơi, và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng rót tràn đầy những ly bia, ly rượu của mình ạ. Tất cả chúng ta ngày hôm nay có mặt tại trung tâm tiệc cưới Lạc Hồng chúng tôi là để uống buổi phúc cô dâu chú rể. Và xin mời đại gia đình chúng sẽ cùng nâng cao ly rượu lên ạ. Tất cả chúng ta sẽ cùng rô những tiếng rô thật to cho ngày hôm nay thêm vui và thêm nghĩa. Quý vị, quý vị đã chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong chưa? Nào xin mời 1, 2, 3. Chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và kính chúc quý vị đón tiệc thật vui vẻ và ngon miệng. Và bây giờ đây thì xin mời đại diện quốc sẽ cùng tiến đến từng bàn tiệc và cảm ơn sự rất quý trong ngày hôm nay. Xin mời. Cảm ơn các bạn.